Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tóm tắt bộ phim Kung Fu Panda là một bộ phim tuổi thơ của rất nhiều người và là bộ hoạt hình chiếu rạp đáng xem nhất mọi thời đại. Câu chuyện bộ phim kể về chú gấu trúc bao mũm mĩm, đáng yêu nhưng tham ăn hay hậu đậu lại có khát khao, mãnh liệt trở thành bậc thành võ thuật công phu. Nào cùng mình nằm thưởng thức chi tiết đỉnh cao của bộ phim này nhé. Nào chúng ta bắt đầu cho nóng. Mở đầu bộ phim giới thiệu cho ta về một chú gấu trúc. Nhân vật chính của chúng ta là một bậc thầy công phu. Với thân thủ phi phàm thì chú gấu trúc này không sợ bất kỳ ai, trừ gian diệt ác và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, chú gấu còn sánh vai chiến đấu cùng đội siêu anh hùng nổi tiếng là những bậc thầy công phu với biệt danh ngũ đại hào kiệt, bao gồm hổ, khỉ, bọ ngựa, một con rắn, cuối cùng là chú cò. Thật nực cười vì đây chỉ là giấc mơ của anh chàng Po, là một gấu trúc mèo đem lòng ngưỡng mộ nhóm chiến binh ngũ đại hào kiệt từ khi còn trẻ trâu. Mặc dù sở hữu thân hình nặng nề như vậy, Po vẫn cực kỳ hâm mộ võ thuật và muốn khát khao trở thành một chiến binh cung phu. Tuy nhiên, cha của cậu luôn tự hào về di sản phở gia truyền, mong muốn một ngày nào đó Po sẽ nối nghiệp gia truyền để điều hành nhà hàng giống như mình. Ông vẫn không hề hay biết về nguyện vọng thực sự của con trai mình là trở thành một chiến binh cung phu ở một nơi khác. Trong cung điện ngọc thủ lĩnh của nhóm chiến binh ngũ đại hào kiệt, sư phụ Si Phư đang tiếp tục huấn luyện các học trò của mình. Bất ngờ thì ông được sư phụ Uwei triệu kiến. Uwei là một vị sư phụ rất lớn tuổi, già tới mức thở sắp không ra khơi. Ông ấy thông báo cho Si Phư một điểm báo chẳng lành, đó là một học trò cũ đồng thời là con trai nuôi của Si Phư, Báo Tuyết Đại Long, chuẩn bị thoát ra ngoài khỏi ngục. Hắn bị giam giữ rất nghiêm ngặt bởi vì Báo Tuyết Đại Long trước đây tấn công thung lũng Hòa Bình. Si Phư ngay lập tức cử một con ngỗng trong cung điện bay tới nhà tù cho gom xa xôi, hạ lệnh cho quản ngục tăng cường an ninh với hy vọng ngăn chặn điều báo Uwei trở thành hiện thực. Vì tin rằng điểm báo sẽ trở thành sự thật, Uwei suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với Si Phư rằng đã đến lúc chọn ra chiến binh rồng huyền thoại, người xứng đáng sẽ nhận sức mạnh của cuốn sách rồng, một bí kíp mà bất kể ai đọc nó sẽ trao cho quyền lực tối cao. Ngay sau đó, một giải đấu lớn bắt đầu tổ chức để chọn ra 5 thành viên ngũ đại hào kiệt trở thành chiến binh rồng. Khi biết về giải đấu pro, cảm thấy hào hứng và nóng lòng muốn tham dự, nhưng cậu đã bị cha bắt đẩy chiếc xe bán mì lên tận đỉnh núi, vượt qua chiếc cầu thang khổng lồ siêu dài dẫn tới đấu trường. Sau một hồi vật lộn cuối thì pro quyết tâm bỏ chiếc xe lại và tự mình leo lên cầu thang, nhưng thân hình nặng nề, cậu cố gắng cả ngày để leo lên đến đỉnh. Khi tới nơi thì cánh cổng đấu trường đóng lại, để giải cũng được bắt đầu. Với quyết tâm xem bằng được giải đấu thì anh chàng Po đã thử nhiều cách để được vào bên trong, tuy nhiên tất cả đều kết thúc trong thảm họa và đen đủi. Trong một nỗ lực cuối cùng, Po buộc pháo hoa vào chiếc ghế và đốt chúng để bay lên, nhưng bất ngờ bị cha cậu phát hiện. Ông ấy cố gắng ngăn cản nhưng cậu vẫn quyết tâm vào bên trong đấu trường, hét lên với bố cậu rằng không thích bán mì cũng như vì cậu đam mê công phu như thế nào. Sau đó, tưởng chừng như pháo hoa như đã tắt nhúm thì nó bất ngờ bùng lên và bắn anh chàng lên bầu trời. Po cuối cùng ngã xuống đấu trường trước mặt Uwei, đúng lúc ông đang chỉ điểm người trở thành chiến binh rồng, và kết quả ông ấy chỉ vào Po mà không phải bất kể ai khác. Uwei tuyên bố anh chàng Po chính là chiến binh rồng trước bất ngờ của sư phụ cùng với nhóm ngũ đại hào kiệt. Sau đó, cậu được đưa lên kiệu rước về cung điện Ngọc Bích. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Uwei rằng một chú gấu trúc nhỏ không thể thành chiến binh rồng thực sự, Si Phư trở về tìm Po ở cung điện Ngọc Bích, bắt gặp cậu ta đang nghịch ngợm những vũ khí của chiến binh cung phu, rồi vô tình làm vỡ một chiếc bình quý của cung điện. Si Phư bắt đầu miệt thị và khinh thường anh chàng về cơ thể béo phì của cậu mà làm chiến binh rồng, thậm chí đe dọa đưa cậu về thế giới bên kia bằng tuyệt chiêu nhất dương chỉ của Si Phư. Sau đó, Si đưa anh chàng Po tới phòng huấn luyện. Thay vì lao vào tập luyện với những thứ nguy hiểm thì Po đã chọn chiến đấu với một con lật đật, nhưng thật đen đủi làm sao đến cả con lật đật cũng chẳng tha cho Po. Sau khi bị đấm thì nó lập tức quật ngược lại Pro, đẩy anh chàng vào khu vực tập luyện nguy hiểm, vừa bị đánh vừa bị đấm, cuối cùng là bị thiêu. Po nét ra ngoài sau buổi huấn luyện mệt mỏi, anh chàng cố gắng tỏ ra sự kém cỏi của mình đêm hôm đó. Po cực kỳ chán nản sau ngày huấn luyện đầu tiên của mình, hơn thế nữa cậu còn bị chị Hồ Văn nói ra sự thật rằng cậu không thuộc về nơi này. Do đó, Pro tìm tới cây đào tiên của sự thông thái và ăn rất nhiều đào tiên. Đúng lúc cậu đang nhét vào miệng hàng tá quả thì sư phụ Uwei bất ngờ xuất hiện. Ông nói rằng mình hiểu được những rắc rối của cậu và khuyên rằng hãy tập trung vào hiện tại của mình thay vì lo lắng về những thất bại trong quá khứ hay tương. Trong khi đó, Đại Long thoát ra bằng cách sử dụng một trong những chiếc lông rơi ra từ chính con ngỗng đưa tin mà Si Phư đã cử đi nhằm tăng cường an ninh cho nhà tù. Sau đó, hắn bắt đầu lợi dụng chính mũi tên mà các lính canh bắn xuống để leo lên đánh bại và vượt qua vô số các lính canh. Cuối cùng, Tổng Giám Mục phải hạ lệnh nổ bom phá vỡ toàn bộ nhà tù để tiêu diệt Đại Long. Tuy nhiên, con báo nguy hiểm này sở hữu thân thủ phi phàm đã dùng ngón vuốt kết hợp với kỹ năng cung phu đỉnh cao thành công leo lên trên, chớp lấy chính quả bom của bọn họ và thoát ra khỏi nhà tù. Cuối cùng, Đại Long nắm lấy cổ con ngỗng lên và nói hãy quay trở lại cung điện ngọc và thông báo rằng thần Long Đại Hiệp đang thực sự trở về nhà sớm mai. Trong khi đó, tại cung điện thì Po nghe theo lời khuyên của Uwei đến sân từ rất sớm để tập luyện, khiến sư phụ Si Phư và cả nhóm ngũ đạo hài kiệt ngạc nhiên, bởi bọn họ cứ nghĩ rằng sau đêm qua thì Pro sẽ bỏ cuộc. Sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi như người và ăn rất nhiều hành ngập miệng của sư phụ Si Phư,
chú gấu po của chúng ta được anh bọ ngựa châm cứu và được chị hổ vằn tai nét kể về quá khứ của Đại Long, là đứa con trai nuôi của sư phụ Sifu bị cám dỗ bởi sức mạnh từ bí kíp rồng rồi trở nên xấu xa. Chẳng bao lâu sau, Po được các thành viên trong nhóm quý mến bởi sự kiên trì, ấn tượng kỹ năng nấu nướng thượng thừa và khiếu hài hước tài năng bẩm sinh của mình. Mặc dù cậu vẫn chưa lắm được những cơ bản về kung phu, tối hôm đó khi Sifu đang ngồi thuyền thì con ngỗng bất ngờ quay trở về cũng điện và phá tan sự yên tĩnh, thông báo về việc con Đại Long đã thoát ra ngoài. Sifu lập tức cảnh báo điều này cho sư phụ Owei, đồng thời than vãn về việc Po là một chiến binh rồng là một sai lầm. Owei bình tĩnh dặn dò Sifu chỉ cần tin tưởng và huấn luyện Po hết lòng thì chắc chắn cậu ta sẽ trở thành chiến binh rồng, giống như gieo hạt thì sẽ nhận lại được thành quả. Sau đó Owei nói rằng thời khắc của ông ấy đã đến, chào từ biệt Sifu sau đó bay lên thiên đường từ một vòng xoáy của những cánh hoa trao quyền giám hộ thung lũng hòa bình cho Sifu. Sifu quay trở về đau buồn thông báo chuyện Owei ra đi, cũng như thông tin Đại Long sắp đến cho thành viên. Po nghe thấy thế hoảng sợ cố gắng chạy trốn ra khỏi cung điện, nhưng bị Sifu chặt lại hăng hăng phải nghe lời khuyên của Owei. Anh chàng Po đã mất hết tự tin và chất vấn ngược lại Sifu rằng làm sao một con gấu trúc có thể ngăn được Đại Long. Sau khi chứng kiến cuộc tranh cãi này trên nóc cung điện, Hổ Sư Tỷ dẫn đầu nhóm ngũ đại hào kiệt trên đường nỗ lực ngăn chặt Đại Long sáng hôm sau. Sifu vô tình phát hiện ra rằng Po sẽ trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ khi cậu ta được thúc đẩy bằng thức ăn. Nhìn thấy tiềm năng của Po, Si quyết định đưa cậu đi lên rất cao và xa trên một ngọn núi nơi cung phu được sinh ra, chính xác hơn là nơi sư phụ Owei đã từng huấn luyện Sifu. Ông chính thức nhận Po làm đệ tử và huấn luyện thật nghiêm túc. Phương của Sifu đơn giản là sử dụng đồ ăn như một phần thưởng cho việc thực hành tốt các bài học của mình. Po tiến bộ rất nhanh, mau chóng trở thành một chiếc binh giỏi và có năng lực trong một bài kiểm tra cuối cùng của gấu trúc. Hai thầy trò sử dụng những tuyệt chiêu cung phu để tranh giành một chiếc bánh và cuối cùng Po đã giành chiến thắng. Tuy nhiên cậu hiển nhiên không đói vứt chiếc bánh đi, thể hiện việc cậu đã tốt nghiệp khóa học cung phu của mình. Trong lúc này thì Hồ Sư Tỷ và các thành viên khác của nhóm Mũ Đại Hào Kiệt đã đi rất xa đến cây cầu dây dài, bắc qua một hẻm núi mù sương và đối đầu với Đại Long. Ban đầu chỉ Tỷ Hổ đứng chiến đầu với hắn rồi nhanh chóng ăn hành. Vì thế cả nhóm quyết định đánh hội đồng trói Đại Long lại, rồi cắt đứt cây cầu và rồi nhường như đã giành chiến thắng. Bất ngờ Đại Long đu dây lên hạ gục toàn bộ chỉ trong một chưởng, nhưng hắn không giết họ để rồi chú cò tha cả bốn thành viên. Quay trở lại cung điện ngọc trước sự chứng kiến của Po và Sifu, sư phụ nhanh chóng giải huyệt cho các thành viên khẳng định rằng Po có thể ngăn chặt hắn vì cậu là người sở hữu bí kíp rồng. Tất cả nhanh chóng tập trung tại cung điện Sifu bắt đầu gỡ bí kíp xuống trao cho Po. Tuy nhiên thật bất ngờ rằng khi mở cuốn bí kíp đó ra thì lại trống rỗng, không có gì khác ngoài một bề mặt phản chiếu màu vàng. Bởi không có bí kíp rồng cho rằng không ai có thể ngăn chặt Đại Long tàn phá mọi thứ, Po và cả nhóm ngũ đại hòa kiệt được Sifu ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân trong thung lũng. Còn riêng ông sẽ ở lại cầm chân Đại Long càng lâu càng tốt, mặc dù biết nỗ lực này có thể dẫn tới cái chết thê thảm. Anh chàng Po tìm thấy cha và chuẩn bị đồ đạc di tản. Ông bắt đầu chia sẻ ý tưởng mở một quán phở mới. Po bước đi đôi chân nặng trĩu, cuối cùng cậu đã dừng lại. Vì buồn bã trước tất cả mọi chuyện ông bố nỗ lực an ủi con trai, thì bố của Po bẩn mí công thức bí mật công thức gia truyền, đó là không có bất cứ công thức bí mật nào cả. Ông nói rằng khi con muốn làm gì đó đặc biệt, con chỉ cần liên tưởng vào nó thôi nhận ra điều này. Po lấy ra cuốn bí kíp rồng và áp dụng ý tưởng này cho bản thân cũng như số phận của mình, tin tưởng vào bản thân. Anh quyết định trở về cung điện và đối mặt với Đại Long. Tại cung điện lúc này, Đại Long giao đối với sư phụ Sifu và yêu cầu giao ra cuốn bí kíp rồng bộc lộ sự tức giận của mình khi bị từ chối trở thành thần long đại hiệp và trách Sifu đã không lên tiếng giúp hắn ta. Sau một hồi chiến đấu và ăn hành ngập mồm, Sifu đã xin lỗi Đại Long vì sai lầm khi để hắn thành con người như hôm nay, nhưng vẫn từ chối giao ra bí kíp rồng. Vì thế Đại Long tiếp tục tấn công và gần như có thể giết chết ông ta. Thật bất ngờ Po từ xa xuất hiện, tự xưng mình là chiến binh rồng và thở hổn hển bởi cậu vừa phải leo rất nhiều bậc thang. Đại Long nực cười khi cho rằng con gấu trúc béo mà trở thành chiến binh rồng trong truyền thuyết. Ngay sau khi rút bí kíp rồng ra khoe khoang thì Đại Long lao vào đấm Po, nhưng cậu không phải dạng vừa đâu, lập tức bật lại nhanh chóng giành lấy cuốn bí kíp rồng. Cả hai nhanh chóng bắt đầu cuộc chiến tranh giành bí kíp. Po bất ngờ chứng tỏ độ của mình ngân hàng không kiếm gì Đại Long, còn hắn thì cứ nghĩ rằng sức mạnh này là có được bí kíp rồng. Sau một cuộc chiến đấu mệt mỏi, cả hai kéo nhau xuống các bậc thang của cung điện, rơi xuống va vào một ngôi làng của thung lũng. Đại Long đã bắt đầu giành lại ưu thế cuối cùng. Po sử dụng tuyệt chiêu phóng tên lửa của mình để giành bí kíp. Thế nhưng Đại Long đã nhảy lên và quật ngã cậu xuống đất, giáng một chưởng sóng âm cực mạnh vào anh chàng Po. Hắn giành lấy cuốn bí kíp nhưng bắt đầu bối rối, không thể hiểu được ý nghĩa bên trong đó viết cái gì. Po sau đó đưa ra một lời giải thích rằng không có bí kíp hay không công thức bí mật nào cả, tất cả do bản thân của ta thôi. Tức giận với điều này, Đại Long tiếp tục tấn công Po một lần nữa. Tuy nhiên, do cơ thể béo của Po khiến các đòn tấn công của Đại Long trở nên vô dụng, không thể điểm huyệt Po mà chỉ khiến cậu cảm thấy nhục. Po bắt đầu phản đòn, quay ngược lại cho Đại Long ăn hàng ngậm mặt và khúc một cái khiến hắn lăn lộn nhiều vòng. Cuối cùng, bộ dạng của Đại Long trở nên tả tơi hơn bao giờ hết.
Singapore quyết định đưa hắn về bên kia thế giới bằng tuyệt chiêu nhất dương của sư phụ Sifu. Sau một cái bấm nút thì làn sóng xung kích màu vàng lan tỏa khắp thung lũng. Nhóm Ngũ Đại Hoài Kiệt cùng người dân quay trở lại thung lũng tìm thấy Po. Sau đó tất cả mọi người reo hò trong chiến thắng. Bố của Po xúc động trước hành động dũng cảm của con trai mình, tự hào tuyên bố rằng chiến binh Kung Fu là con trai của ông. Cả nhóm Ngũ Đạo Hào Kiệt cúi đầu tỏ lòng kính trọng, chấp nhận anh chàng Po là một võ sư Kung Fu tuyệt đỉnh. Po tỏ ra nghiêm túc và vui mừng khôn xiết cuối phim. Nhưng Po chợt nhớ rằng Sifu bị thương rất nặng, vội vàng trở về cung điện. Ông hầu như không còn tỉnh táo, bắt đầu cảm ơn Po vì đã mang lại hòa bình cho thung lũng và dần nhắm mắt lại. Po cầu xin sư phụ đừng chết, nhưng Sifu mở mắt ra quát lớn: "Đồ ngốc, ta không chết mà chỉ cần nghỉ ngơi tí thôi." Vì thế cả hai nhắm mắt lại và nghỉ ngơi trong giây phút yên tĩnh. Po sau đó phá vỡ sự im lặng bằng cách rằng hỏi ông xem có muốn ăn gì không. Bộ phim hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy để lại ý kiến bên dưới để mình có động lực làm tiếp nhé. Cảm các bạn rất nhiều. Và quên like và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.